chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban lễ tang nhà nước, trưởng ban tổ chức lễ quốc tang lên điều hành. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Thưa gia quyến đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa đồng chí đồng bào. Trong ngày hôm qua 12 tháng 10 năm 2013, với tất cả tình cảm quý trọng và chân thành, đã có hàng triệu đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã đến viếng, tỏ lòng tiếc thương vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tại Quảng Bình, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Sáng nay, sau lễ truy điệu tại Hà Nội, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về quê hương Quảng Bình của Đại tướng. Dọc đường đi từ nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đến sân bay quốc tế Nội Bài và từ sân bay Đồng Hới đến nơi an táng, đã có hàng triệu đồng bào và chiến sĩ đã đứng dọc hai bên đường có đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Đại tướng. Nơi đây, địa danh có tên Vũng Chùa, Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là nơi ăn nghỉ cuối cùng theo di nguyện của Đại tướng. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin trân trọng tuyên bố lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Đội công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.
khó sẽ được chuẩn bị đến sau thì về bản thân bỏ vũ ra. Chuẩn bị mộ xong. Đội công tác truyền linh cữu.
lo, hết sức chậm, từ từ. À, Nguyệt. Thank you.
Thank you.
các đồng chí chuyển đất và xung quanh mộ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gia quyến bỏ nắm đất. Vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin trân trọng kính mời. Sau khi bỏ nắm đất đầu tiên xong, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo và gia quyến về lại vị trí cũ để buổi lễ an táng tiếp tục.
các đồng chí công tác của đoàn nghi lễ quân đội vào lấy ván ra khỏi mộ. Lực lượng mang hoa. Đắp mộ. Tiêu binh mộ vào vị trí. Ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, đồng bào, đồng chí chuẩn bị phút mặc niệm. Để tỏ lòng tiếc thương đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, đồng chí đồng bào dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban tổ chức lễ quốc tang lên phát biểu. Cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, kính thưa đồng chí đồng bào, thưa gia đình đồng chí Võ Nguyên Giáp, tôi xin thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt xin cảm ơn lực lượng quân đội, công an và nhân dân đã đến phúng điếu đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đại biểu đi vòng quanh mộ lần cuối. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin đề nghị yêu cầu các lực lượng tham gia dự lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng bào đồng chí vẫn giữ nguyên đội hình tại chỗ để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trên đường ra vị trí về Trung ương, đề nghị đồng bào đồng chí các lực lượng giữ nguyên tại chỗ đội hình của mình.